Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục giải ha, phần tiếp theo của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long. Chúng ta sẽ làm từ phần điền từ vào đoạn văn. Rồi. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng ứng với A, B, C, D vào chỗ trống. Các bạn thấy chúng ta có cái câu này nha, đây là câu chủ đề á. Chúng ta nên đọc ra để chúng ta nắm được cái ý về cái bài này để chúng ta làm cho nó tốt. How do you really learn new English words? Là cái cách mà bạn thật sự học những cái từ mới trong tiếng Anh như thế nào? Rồi. Tóm lại bài này nói về học từ vựng ha. Rồi chúng ta hiểu về để dễ làm. Bây giờ chúng ta làm học từ vựng tiếng Anh là một cái nè, là một cái cho đón nè, cơ bản quan trọng, một cái gì đó nè quan trọng nè, rất quan trọng và cơ bản của việc học ngoại ngữ. Rồi chúng ta có một cái giảng dạy, một cái tìm kiếm, một cái phần, một cái trường. Để chúng ta thấy rằng học từ vựng là một phần ha, rất quan trọng và cơ bản của việc học ngoại ngữ. Chúng ta chọn phần hợp lý nhất, hợp nghĩa nhất. Học một từ vựng nghĩa là nhiều hơn chỉ nghĩa, nhiều hơn chỉ là hiểu cái từ này nghĩa là gì. Rồi ý nói là gì, nhiều hơn chỉ là hiểu cái từ này nghĩa là gì. Rồi gì chúng ta chọn what ở đây, bởi vì cái câu của chúng ta là what does it mean thì các bạn rất là thân thuộc rồi ha. What does the word means, mà câu này không phải câu hỏi nên là what the word means. Rồi nghĩa là gì, để thật sự học những cái từ vựng nè, tiếng Anh mới nè, bạn phải hiểu chúng và be able. Cứ be able thông thường là chúng ta có tu rồi đó nha. Ha, các bạn thấy nè, able, be able thông thường là tu, thử có đúng hay không nha. Và có khả năng gì đó, những cái từ đúng khi bạn nói hoặc viết. Rồi. Bây giờ họ có khả năng để sử dụng. Rồi, để sử dụng đây. Chúng ta chọn to use, bởi vì đây là able nè, to nè, cộng với một nè ha, able to. Ở phía sau này chả có cái nào có to nữa hết, vậy đây là hợp lý nhất rồi. Để sử dụng những cái từ đúng khi chúng ta nói hoặc viết, bạn sẽ có lẽ học những cái từ tiếng Anh nhanh hơn. Rồi, chúng ta có từ faster là nhanh hơn. Gì đó, chúng thì quan trọng với cuộc sống hàng ngày của bạn. Rồi, nhanh hơn gì đó, chúng thì quan trọng với cuộc sống hàng ngày của bạn. Bây giờ chúng ta thấy từ faster là nhanh hơn. Nếu như các bạn chọn chữ đen đây á, thì phía sau nó phải là một cái, phía trước phải so sánh với cái phía sau ha. Bạn sẽ có lẽ học những cái từ tiếng Anh nhanh hơn cái từ gì đó, thì cái đó là so sánh. Còn trong trường hợp này á, bạn sẽ học những cái từ tiếng Anh nhanh hơn, chúng thì quan trọng với cuộc sống hàng ngày của bạn, thì chúng ta chọn là dù cho nè, nơi mà khi, chúng ta chọn từ khi ha. Rồi faster khi. Rồi. Chúng ta chọn từ when ở đây, bởi vì trước trước này nè, nó viết tắt nè, then, faster than the worst ha, when they are important to your daily life. Faster ở đây nó chấm, chúng ta tự hiểu ra là viết rút gọn ha. Còn khúc này là khi chúng thì quan trọng cuộc sống chúng ta, thì nó sẽ đúng với cách sử dụng của tiếng Anh. Hoặc là đến từ một cái chủ đề, cái mà là làm cho bạn yêu thích nè. Rồi nói hợp lý quá ha. Bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo, phần tiếp theo. Một cái cách rất là hay để học những cái từ vựng tiếng Anh
là để xem và nghe nhiều gì đó của những cái từ này trong cùng một chủ đề hoặc là một cái bối cảnh thú vị, giống như một câu chuyện hoặc là một cái reading hoặc là một cái bài báo bài viết mà hấp dẫn á. Bây giờ các bạn quan sát cái đây, các bạn thấy là họ trang cho chúng ta từ gia đình là danh từ nè, động từ nè, danh từ nè, động từ quá khứ nè, danh từ số nhiều, danh từ số ít đây. Rồi chúng ta quan sát ha, các bạn thấy đây có chữ many, rồi đây có chữ many. Many các bạn biết là sao, nó là một danh từ đếm được, nếu như nó đếm được. Sao nó là một danh từ đếm được ha, chắc chắn là sao danh từ đếm được. Đây ở đây nè, các bạn thấy nè, bốn cái này chỉ có một danh từ đếm được là số số nhiều, là câu D, repetitions, là sự lặp lại, nhiều sự lặp lại. Chúng ta chọn câu D, repetitions, bởi vì đây là many thì phải số nhiều. Còn đây động từ, danh từ số ít, quá khứ không đúng. Vậy là chúng ta đã xong cái phần điền từ vào đoạn văn của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh, mong muốn được ủng hộ kênh của tất cả các bạn. Xin chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ làm phần tiếp theo của đề thi. Rồi, cảm ơn và tạm biệt các bạn.